Liên quan đến vụ việc, nhân viên pháp y Đà Nẵng làm khó xe cứu thương, vận chuyển nạn nhân tai nạn giao thông về quê. Tối ngày 9 tháng 8, Sở Y tế Đà Nẵng cho hay đã nhận được báo cáo của Trung tâm Pháp y thành phố về vụ việc gây bức xúc dư luận này. Theo báo cáo của Trung tâm Pháp y thành phố Đà Nẵng, khoảng 20h30 ngày 7 tháng 8, theo trưng cầu của Cơ quan Điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn, với sự chứng kiến của gia đình nạn nhân BTH, Trung tâm Pháp y đã tiến hành khám nghiệm nạn nhân cơ quan trưng cầu giám định thực hiện chi trả chi phí giám định theo quy định. Sau khám nghiệm tử thi, người nhà gia đình nạn nhân đề nghị và thống nhất với ông D, y công của Trung tâm Pháp Y, thực hiện tái tạo nạn nhân nguyên vẹn cũng như tiêm thuốc bảo quản nạn nhân để vận chuyển về quê. Chi phí thực hiện việc này là 14 triệu đồng, được đơn vị vận tải có phương tiện gây tai nạn chi trả và chuyển vào tài khoản của ông D. Ngoài ra, ông Đê đã liên hệ với dịch vụ vận chuyển nạn nhân khi được gia đình nạn nhân nhờ hỗ trợ. Tuy nhiên, cùng lúc này, gia đình cũng đã liên hệ được xe vận chuyển khác, nên dẫn đến việc hai xe vận chuyển cùng có mặt tại trung tâm. Để hạn chế những ảnh hưởng có thể xảy ra trong khi gia đình tiến hành khâm liệm, nhập quan, ông Đê đã đóng cổng ra vào trụ sở, tạm thời không cho xe nào vào. Tuy nhiên, ông Đê có thái độ ứng xử không phù hợp, thiếu chuẩn mực gây bức xúc cho gia đình. Đến khoảng 0 giờ ngày 8 tháng 8, xe vận chuyển do gia đình yêu cầu đã đưa nạn nhân về quê an táng. Hiện Sở Y tế đã yêu cầu Giám đốc Trung tâm Pháp y khẩn trương tập trung kiểm tra, làm rõ những sai phạm của ông D cùng các cá nhân, bộ phận có liên quan và xử lý nghiêm. Kể cả các cá nhân, tập thể có thái độ, ứng xử không phù hợp để báo cáo Sở Y tế. Trong khi đó, theo clip người nhà nạn nhân ghi lại, thời điểm xảy ra vụ việc, hai bên đã tranh cãi rất lâu trước cổng trung tâm. Ông Đề lý giải, xe dịch vụ đã hợp đồng nên gọi tới và liên tục giải thích, đôi co để người nhà nạn nhân sử dụng. Đồng thời, ông Đê không hề thông báo với người nhà nạn nhân là bên trong đang tiến hành khâm liệm, nhập quan nên tạm thời không cho vào. Anh Trần Hoàng Hà, người nhà nạn nhân hát kể lại, khi thấy xe cứu thương do người nhà gọi tới, ông Đê đã ngăn cản. Ông ấy nói, tới đây thì phải dùng dịch vụ xe tại đây. Mức giá xe dịch vụ là 16 triệu đồng, xe ngoài cấm không cho vào.